để cảm thấy an tâm. Những điều kiện để theo Đức Giêsu. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngửi đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.